chiều nay em đi bắt cá và mang ra theo bắt cua. Sao cho được kha kha về cho má nấu canh chua. Biết rồi. Ủa mà mấy bạn là ai vậy? Qua đây làm chi? Tụi mình á hả? Qua đây là để Bắt bạn. Ôi trời ơi, tự nhiên qua đây đòi bắt mình à? Mấy bạn là ai vậy? Tụi tôi là Ở Đỡ. Trời cô qua đây chi hả? Làm chi? Hey. Nguyên nhân tôi đến nơi đây là vì hôm nay đang thi học kỳ trong lớp mà không nhớ bài. Ngồi cạnh bên ông làm quá trời mà sao không giúp tôi? Bạn bè chung lớp sao anh bực mình quá đi. Vậy là tóm lại bạn qua đây chỉ vì chuyện đó thôi á? Ừ. Thì tại vì bạn lười. À nói tôi lười. Cái lớp gì đâu á, thi toàn điểm 8, điểm 9 không à. Không biết nể mặt người bị điểm không gì hết á. Em bà không có lười. Ừ. Chắc bà ngu. Cái gì vậy? Tim tôi vỡ. Giờ lười cũng không chịu, ngu bà cũng không chịu, giờ bà muốn sao? Thì ở nhà, cha tôi nói tôi học giỏi. Giỏi. Còn mẹ tôi nói tôi là thiên tài. Thiên tài. Vậy giờ ông chứng minh cho tôi là tôi ngu đi. Ngu. Giờ bây giờ tôi đố bà một câu được không? Ông đố đi. Bà biết con bò không? Xin lỗi ông nha, tôi hợi. Con của bác Hội giàu nhất cái làng này. Bò nhà tôi không có tính bằng con đâu, mà tính từng đàn kìa. Biết vậy làm con bò đi. Bò. Giờ con bò nó quay về hướng đông. Biết hướng đông không? Biết. Quay thử đi nè. Sao biết hướng này hướng đông vậy? Ông nhìn đi, thấy sao? À, đông người xem tôi diễn quá. Hướng đông. Thôi, bây giờ tôi không thích hướng đông nữa. Con bò nó quay về hướng nam. Biết hướng nam không? Biết. Quay đi. Sao quay về đây? Ông là nữ hả? Không, hướng đông. Thôi, bây giờ tôi đố lại. Sau khi quay về hướng đông và hướng nam, đố bà cái đuôi con bò quay về hướng nào? Ê, dễ. Cái đầu của nó hướng nam, cái đuôi của nó hướng nữ thôi. Ai? Xong không? Con bò cái đầu nó có quay về hướng nào đi nữa, cái đuôi nó vẫn chỉ xuống đất. Mà hồi nãy giờ tôi hỏi ông là tôi ngu cái chỗ nào mà tự nhiên ông bắt tôi làm con bò? Thì cái ngu của bà ở đó đó. Trời. Tôi kêu bà làm con bò mà bà cũng làm. Bà còn một cái ngu nữa. Nhà bà giàu. Ừ. Có kẻ hầu người hạ. Ừ. Mà bà không chịu học. Tôi nè, sáng tôi vừa phải đi học, chiều về tôi vừa phải đi chăn trâu, mà tôi vẫn học được đó thôi. Ủa nhà tôi giàu mà, mất cái gì tôi phải đi chăn trâu, chăn bò? Bạn cứ ỷ nhà bạn giàu đi. Rồi á, mai mốt trâu bò cũng không có để mà chăn đâu. Giờ tôi biết chắc một điều nè. Mai thi học bài chưa? Chưa. Ở lại lớp chắc rồi. Trời. Mấy đứa. Cô chủ. Hết tới giờ. Khi tới giờ tôi học bài. Dạ
thưa chú Huỳnh Tiến Khoa và cô Bình Tinh, con có một cái điều này con muốn chia sẻ, là tại vì cái tiết mục này là tới hai bạn thí sinh dự thi lận, nên là con muốn hỏi là các cô chú bấm là bấm chọn hai bạn hay là chọn một trong hai ạ? Anh là người bấm trước. Ở đây là có hai bé thi, cho nên là quyền quyết định em sẽ để cho anh quyết định trước. Bình Tinh á, hồi nãy giờ em sấn sổ, em xuồng xả, em xà lên đó, em giành giật thí sinh dữ lắm mà. Bình Tinh ơi, Bình Tinh, từ lúc nào mà em nhiễm tính anh Đại Nghĩa vậy? Như vậy à, làm gì đâu, anh không nói gì trơn trời. Bây giờ đâu, bị sáng đèn vậy. Bây giờ bên kia tranh giành nhau nhiều quá, hai con về đội chú Hoàng. Bị sáng đèn rồi. Cái gì anh? Bây giờ... mà chú Huỳnh Tiến Khoa té rồi kìa. Để chú Toàn một phút lắng động cho hai bạn thí sinh. Rồi dạ. Lắng đi, lắng. Từng bạn một. Phút con chọn ai? Nè. Dạ thưa các cô chú ở đây, trái tim con thuộc về. Con xin chọn về đội chú Khoa. Con ơi, khói ấp con về đây đi con. Trái tim về bển rồi. Con về đây. Để con chọn chú Khoa. Tôi chưa nói được gì luôn, tôi không nói được gì luôn. Rồi như vậy thì xin được chúc mừng Vương Quốc Phép Thuật, huấn luyện viên Huỳnh Tiến Khoa một lúc đã nhận về được cho mình hai thành viên, xin được chúc mừng.